tin giáo phận Phú Cường, lễ dỗ quý đức cha tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Để tưởng nhớ công ơn của các ngài, lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2019, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục đương nhiệm giáo phận Phú Cường, cùng quý cha, quý tu sĩ cử hành thánh lễ dỗ cầu nguyện cho linh hồn quý đức cha Giuse Luis Jacobe đã theo gót tiền nhân giữ vững niềm tin Kitô bằng cả cuộc đời mình. Quay quần bên nhau, hương trầm thơm bay, vẫn trong tiếng ngàn xưa trên cánh đồng truyền giáo có biết bao người đã đi và đã nằm xuống tại miền đất xa xôi vì những căn bệnh. Sự dấn thân gặp phải hiểm nguy khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh, khiêm tốn, phục vụ, loan báo tin mừng là lý tưởng của cuộc đời dân hiến theo gương thầy Chí Thánh Giê-xu, đấng đã hiến mạng sống mình trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Trong tâm tình tri ân, xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, rũ bỏ tội trần ngày còn dương thế, cho các ngài hưởng phúc trường sinh. Xin cho những người đang thực thi sứ mạng loan báo tin mừng luôn trung thành với ơn gọi để nước Chúa hiển trị khắp nơi. Nhất là khi trời đêm nay mát dịu, cho người cảm giác yên ả bởi thời gian đã đi thì không bao giờ trở lại. Cứ phải cố gắng từng ngày, từng giờ, cho đến phút cuối cùng bình an trong tay Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 20 giờ, đường về không xa nhưng lắng động trong tâm tư, hình ảnh các vị mục tử trang chiên đã phục vụ hết mình cho giáo phận, cho thế hệ hôm nay tiếp bước, là sức mạnh giúp hành trình còn lại của từng người quyết lòng dấn thân vì nước trời hơn nữa.